đi chị Quân. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên qua đăng ký những hành video sau. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên, đây, trước khi bắt đầu video á, các bạn hãy kéo xuống phần đăng ký và nhấn đăng ký cho mình đi. Tại vì theo thông số đóng kênh của YouTube chỉ có 5% là các bạn đã nhấn nút đăng ký video của mình thôi, 95% còn lại là chưa nhấn nút đăng ký lần. Nên các bạn hãy nhớ kéo xuống nút đăng ký rồi sẵn nhân tiện lắc luôn cái chuông bên cạnh luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quên nữa các bạn, mấy tập trước á, mấy bạn có nhiều người kêu mình: anh ơi anh làm đất xanh, giờ thì sẵn tiện làm hero xanh, giờ làm luôn cả kêu lên xanh đi. Hai thanh niên đó cũng rất là kinh dị trong bộ ba kinh dị đó các anh. Đó, ok, hôm nay với lại mình cũng chưa biết được Horosan hay là Killersan sao hết, nên hiện tại mình quyết định đi qua nhà Jinky để hỏi nó Killersan là ai. Con Jimmy bị khùng nữa rồi. Ôi trời, đứng này mình vẫn thấy nó đang bay lên kìa bạn. Đó. Ok đi. Jinky ơi, Jinky ăn cái rupee ăn nhầm luôn đại chết cha Jinky. Jinky. Chờ chút, đang nghĩa, chờ chút, chờ chút. Trời ơi, lẹ gì lẹ đi em ơi. Nhìn cây thôi đi vô đi, đợi nhỏ này lâu quá. Ủa đâu rồi? Đâu rồi, mày đâu rồi? Đó, sao lưng? Ủa mày đi đường nào vậy mày? Ủa đi từ cái cây á. Trời lên đây có chuyện gì? Đâu, ơi, anh hỏi là kêu anh làm Killer San với lại Horror San mà anh chưa biết được, nhưng mà hiện tại anh sẽ chọn. Ý, gì hình vậy? Dạ. À, hình mới đặt về. À. Này là gì? Là Killer San, giữa là đất San nè. Ủa trời, Killer San là hàng nào? Killer San là cái thằng có hai ba cái sọc này anh. À, cái nước mắt gì hả? Ờ, cái này có cái sọc giống với nước mắt luôn. Rồi vô đây mới nhiều nè anh, vô. Ui, nước mắt nè. Trời, không phải nước mắt. Cái này cái sọc. Nước mắt nữa nè. Cái này giống mực bị chảy nhiều ra. Ok, lừa cái nước gì đó đúng không? Nhưng mà đúng rồi. Lại không phải là cái sọc mà là cái nước đúng không? Ui giời, yeah. Ủa nhưng mà Killer San này sao mấy bạn kêu anh làm Killer San quá trời luôn mà. Anh đâu biết gì đâu San làm. Trời ơi, để em đọc sơ qua cái hàng San này cho nha. Thường thường á, mấy con San á, anh thấy thường thường nó sẽ, con San bình thường nó sẽ đi giúp người, hoặc là nó sẽ đánh con cái mấy cái con nhân vật chính giống Chara với lại Fit đúng không? Còn lần này nó sẽ giết hết tất cả và nó đồng minh với lại Cha. Ồ, đồng minh với lại Chara. Vậy như là nó theo sao sao? Nó theo chế độ gọi là diệt chủng á, diệt hết tất cả mọi người luôn. Ghê hả? Ồ. Chara nó cũng ác luôn. Ừ, cho nó hợp tác với Chara anh. Với lại con này á là cũng là bạn và là đồng minh của Dust San với lại Horror San luôn. Bộ ba đúng rồi, đồng minh với bạn bè luôn á, best friend anh. Đúng rồi, best friend. Ba đứa này toàn giết người luôn đúng không? Chiên là chém giết là ba kiếm cái tìm là ba đứa này. Đúng rồi, chém giết đồng thời chém mướn lại ba đứa luôn á. Nhưng mà sức mạnh của nó cũng không kém gì thằng Dust San luôn. Đúng rồi anh. Con San này á, nó hợp tác với lại cho ra thì như em nhớ là nó có một con dao đây anh. Con dao đây nè. Ủa, con dao này nó chém một cái là 999 đam. Ú ghê hả, là chém một phát là đĩa luôn. Đúng rồi, không còn gì để sống luôn. Ok, 999 triệu 999 đam đúng không? À, con San, lộn, con Gaster Blaster của nó cũng có một cái cục đó anh. Anh thấy ở giữa ngực không? Cái cục tròn tròn là gì? À, em cũng biết cái đó là gì đó. San, hoài như cất. Ôi. Ok, hình như anh để ý á, làm khi là mấy thằng San của nó có hình dạng như nào là con gác tơ của nó hình dạng gần giống vậy đúng không? Đúng rồi anh. Thôi, tạm biệt em. Dạ. Anh đi về đây. Đi về đường này cho nhanh đi. Đi về đường này cho anh. Tao hết đi đường 99 mày ơi, tao không dám, tao đang gào như mày đâu. Bị khùng hả? Bây giờ mình sẽ về nhà, mình sẽ tìm. Mình sẽ tìm một cái gọi là gì ta? Mình sẽ đi tìm một cái cây dao, sau đó mình sẽ đổi kiên thành hô Killer San. Đó, khúc này về mình sẽ cho cái làng thấy. Ten. Đây chính là Horror San nữa các bạn. Đó, đây chỉ là skin Horror San thôi. Nó không được đẹp giống như mà mấy cái hình vẽ cho lắm. Mai mốt về bản, nếu mà mình có làm, nếu mà được video này được 15.000 like thì mình sẽ làm về gọi là bộ giáp San nha các bạn. Đó, nhưng mà lúc đó mình sẽ chỉnh lại Horror San này một xíu cho nó đẹp đẽ giống như cái hình một chút xíu các bạn. Ok, thì bây giờ mình có đặt order một cái cây dao. Cây dao này á, nó rất là mạnh các bạn hiểu không? Nó đâm cây dao này á, bạn nhìn đi thôi, nhưng mà nó chém mạnh hơn cả cái cây kiếm kim cương nữa. Trên một chút mình sẽ cho tụi nó, cho nó thật xíu. Ok, let's go. Đi. Rồi. Cửa coi.
Trời ơi, mở cửa là phải dẹp cây dao mới mở được các bạn. Rồi. Ẹo. Má ơi, con này con voi hay con người mà ngái dữ vậy? Bồ bè. Ai vậy thằng này? Tao nói nè. Thằng nào? My name. Ủa đó. Kajusi Mi. Yeah, I can see you. My name is Killer San. Ờ. My name. My name is Jinky. Jinku. Why you hit me ở đây? Trời ơi, bởi vì I'm fan you. I'm know you. Ok. Ủa anh San. Ôi, nãy giờ mới tỉnh ngủ anh chờ. Yeah. Anh chờ em tỉnh ngủ cái lại. Ok, chào ơi, anh tới đây làm gì anh? Trời ơi, anh tới đây với anh để giết mày, chứ để tao hiếp mày hả con quỷ? Đừng có giết em. Bây giờ mày muốn tao không giết không? Trời ơi, come on, đừng giết em có làm gì đâu. Em ơi, mày là fan của tao nên tao tạm không giết mày nha con quỷ. Ồ, cảm ơn anh, từ từ em lết ra cái dưới bụi quá. Trời, bây giờ mày hãy dẫn tao đi gặp những người trong làng, nhanh lên. Trời ơi, Ok, xin giới. Bởi bị khùng á chị, anh thông cảm đi. Hello, muốn chơi xin giới không? À, ngươi sẽ là quái vật. Bu đi, bu. Dạ. Ngươi biết ta là ai không? Nói cho nó nghe đi. Kì, trời ơi. Trời ơi, anh biết nick name em lắm anh chị. Nói đi, trời ơi. Trời xin giới thiệu. Đây là San Killer. Một trong bộ ba San mạnh. Đúng là mạnh lắm. Nói là sao mạnh bằng siêu nhân thần kiếp. Ôi, nhìn nhìn đi tốt hài vậy mọi người. Vừa màu đen, vừa màu đỏ vậy. Cái đó là một cách thiệt ăn á. Có đó. Ai gì là một đồ hip hop vậy trời. Ôi, cái gì vậy? Ôi, chẳng ơi, xấu ấy, chẳng ơi. Ở rất khó, ẩm thù em lắm, sợ lắm ơi. Nói cho nó nghe sức mạnh của ta đi, nhanh lên. Trời ơi, ẩm mạnh lắm á, ẩm chém một cái là 999 vậy gỡ vậy gây. Mày gỡ vậy gây của tôi. Alo con em. Ủa gì anh nhóc? Anh nhóc nào đâu xanh vậy? Alo mày nhóc, mày nói gì? Mày nói cái gì? Thôi, bình tĩnh anh ơi. Người thấy sức mạnh của ta chưa? Chỉ còn 3 hit là cái thằng quỷ như mày này nữa chứ. Mày đánh tao dẹp mép luôn rồi cơ. Chạy chạy. Tao đánh mà mày chạy. Chạy lại. Anh ơi, chạy lại anh ơi. Bình tĩnh lại, đừng giết em. Giết. Trời ơi, nghe đi, đừng chọc giận ta, hiểu chưa? Anh bình tĩnh, tội mọi người, ông này mạnh lắm á, ông là Killer San, ông giết hàng loạt người á trời. Thôi. Anh San ơi, cho hỏi cái đi anh. Gì mà đánh cái gì? Đi, anh có bạn gái chưa? Nói cho nó nghe đi. Nhìn mặt chưa rồi, anh đây. Trời ơi, sao chạy trong đường, anh đây còn cả củi thanh sơn, anh ấy đang chờ người ấy, hiểu không? Mày thấy không? Mình đổi cái giọng mà nó không nhận ra mình liền, bây giờ nói tiếp giọng nè. Được rồi, bây giờ cái người ơi nhỏ kia cầm súng của chị gì kìa. Chị cầm súng gì cháy? Trời ơi, anh chưa có bạn gái đúng không? Trời, vậy là quá hợp lý rồi, mình đến với nhau thì có gì là sai đây, em sẽ cho anh coi. Đúng rồi, mấy chị người, đúng rồi, chị đây, chị đây, đúng rồi, chị người, chị nhau này luôn. Đúng rồi, trời ơi, trời, hợp lý, còn nhỏ kia nữa kìa, chị nó đây, chị nó ra, chị nó ra, nó chạy kìa. Cũng của em hết rồi. Ai lấy súng mày? Anh ơi, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bà này á, bác ba phải lắm, đừng tin theo bà. Trời ơi. Đừng tin như vậy mày. Đi, em ơi. Đi anh ơi. Đây. Nào, khoe muốn cái gì? Trời ơi, công nhận anh đẹp trai mà anh còn cute, hụt me nữa. Trời ơi, em muốn nói với anh một điều là anh San ơi, anh phải là kẻ giết người số 1 luôn đúng không? Đúng vậy, ta tên là Killer San, ngươi qua này đây massage lưng cho ta coi. Ok anh San luôn, đây em sẽ massage nhẹ nhàng. Rồi, người nói đây, có chuyện gì? Em muốn nói với anh San là anh San ơi, anh San á là cái giết người số 1 và anh San có thể giết thằng Huy Nước giùm em được không? Thằng đó nó bố láo lắm, nó giang hồ nữa. Tại sao cô em lại muốn giết thằng Huy Nước? Tại vì tối ngày nó cho anh em nó ăn cắp kim cương á, giờ anh San qua nhà nó lấy lại giùm em đi, nó lấy hết kim cương của em rồi, em đi mai em để dành muốn chết luôn á. Huy đâu rồi? Nãy giờ mình quên bật chẳng mai lần giùm mi nó ngu nó không biết. Bây giờ mình sẽ bật lên nha, đó cho nó hấp dẫn. Chỉnh cho cái này lên xíu. Rồi. Bây giờ nó vang hơn các bạn. Nó đâu? Chỉ cho ta coi. Dạ, đó là cái thằng màu xanh biển á anh. Xanh biển hàng đúng không? Thằng màu xanh nhất là nó. Quốc ừ, ừ cái thằng màu xanh biển. Màu biển cao, nhìn mi nó mê gì đâu quá. Nó mê đi mấy ông ơi. Ủa, hello xanh mới lại anh. Ôi, hàng màu xanh kia lại đây mày. Ủa nhớ. Mới vừa nói xấu anh kìa. Màu xanh kia lên đi mày. Dạ. Mày đó là màu xanh. Mù màu à. Gì? Mày đang giữ kim cương của bạn gái tao giùm mi đúng không?
Ủa, bạn gái, bạn gái. Tới bạn gái à? Ủa, mình giữ hồi nào vậy? Ê, nè, tôi nói với anh nha, tôi không có giữ nha. Bữa giờ là tôi đang tìm từ nhà cho tao coi. Nè, về nhà cho mà coi, về nhà cho mà coi. Cho tiền hộ đó, kiếm đi xung quanh có kim cương không? Có là tôi thề luôn, tôi thề là tôi bị mất một cái móng tay. À, mày chết rồi, bây giờ con mày để cái tay mày xuống. Kim cương, kim cương, kim cương. Lấy đi, mọi người lấy kim cương. Anh em nghe tao nói nè, nó là một tên ăn cắp đồ, ăn cắp giặt của cái làng này, không chừng nó cũng có kim cương của cái anh em đó. Anh em phải phá nhà nó đi. Nhìn lên. Hợp lý. Bắn pháo bông hẹp điều gì đẹp nhiều. Lắm vô cái làng này nha, kim cương. Đó, chuẩn bị nè bạn. Kim cương kìa, lụm đi. Tự nhiên có thằng nào giao cho anh. Trời ơi, sao đây? Kim cương của anh đâu? Phải bơm nhà nó. Thôi bạn ơi, mình phải bỏ đi thôi, mình để cho tụi nó biết là thôi xong á. Thôi, clip này tới đây thôi, cho nhẹ đủ rồi bạn ơi. Ok, bạn muốn mình giả hay là muốn chế tạo xanh gì nữa hãy comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Ủa mọi người ơi, anh kêu lên xanh rồi. Kêu lên xanh rồi đâu? Em phá nhà xong rồi nè anh ơi, làm đám cưới anh ơi. Phá nhà rồi chạy lắm tiêu rồi, ủa kim cương đâu mọi người? Ủa? Kim cương quay ăn cắp của tôi đâu, trả tôi ơi. Wow.